Trưa ngày 28 tháng 9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau một khoảng thời gian dài điều trị Covid-19 đã khiến cả làng giải trí bàng hoàng. Việc nữ ca sĩ vĩnh viễn ra đi khi mới chỉ hơn 50 tuổi là sự mất mát to lớn của âm nhạc Việt Nam nói riêng lẫn nền nghệ thuật nước nhà nói chung. Nhiều người sau đó đã tìm lại những hồi ức, chia sẻ cuối đời của giọng ca Áo Mới Cà Mau. Một trong số này đã khiến ai nấy cũng không khỏi nghẹn lòng. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 8, Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết, ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy. Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này, kính mong mọi người thông cảm. Giờ đây, khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, cư dân mạng đã không khỏi nghẹn ngào, đau đớn khi đó lại chính là những lời cuối cùng mà nữ ca sĩ nói với khán giả, nói với những người đã yêu mến và ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua. Nữ ca sĩ Phi Nhung sinh ra tại Pleiku với hai dòng máu Mỹ, Việt, là ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương mang đậm dấu ấn tình cảm gia đình. Nữ ca sĩ luôn là cái tên nhận được sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước. Ngoài các con nuôi, Phi Nhung còn có một cô con gái ruột mang tên Wendy Phạm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trước khi nhập viện điều trị Covid-19, Phi Nhung từng dự định sang Mỹ để đón sinh nhật cùng con gái. Nhưng vì thương xót bà con thành phố Hồ Chí Minh, nên nữ ca sĩ đã ở lại, tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện. Với giọng hát ngọt ngào, pha lẫn chất khàn đặc trưng, ca sĩ Phi Nhung nhận được tình yêu thương của khán giả trong nhiều năm qua. Nhắc tới Phi Nhung, khán giả không thể không nhớ tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Bông Điên Điển, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, Ai Khổ Vì Ai, Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi. Trước khi mất, Phi Nhung từng nói việc chia tài sản cho các con, khẳng định sẽ để lại thứ này cho tất cả. Câu trả lời của Phi Nhung khi được hỏi về việc để lại tài sản cho các con khiến ai cũng phải xúc động. Thông tin ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi do Covid-19 sau hơn một tháng điều trị khiến nhiều người không khỏi xót thương. Ở thời điểm hiện tại, nhiều khán giả còn dành sự quan tâm cho những người con của Phi Nhung. Nữ ca sĩ từng biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì V-Biz với 22 bé. Ngoài ra, Phi Nhung còn có một cô con gái ruột, nay đã 29 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trước đây khi được hỏi về việc giữa con ruột với con nuôi, sau này chị có phân định tài sản khi để lại không? Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ, chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống. Câu trả lời của Phi Nhung khiến ai nấy cũng phải xúc động. Vì chỉ khi các con có tri thức, thì dù ở đâu hay không có Phi Nhung bên cạnh, thì các con cũng có thể tự mình bươn chải kiếm sống. Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Lúc đầu cô tỉnh táo, nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Một người thân của nữ ca sĩ kể, trước khi dương tính với SARS-CoV-2, cô dặn Phi Nhung cẩn thận khi ra ngoài làm từ thiện bởi ca sĩ chưa tiêm vaccine. Cô khuyên nữ ca sĩ về Mỹ sớm, nhưng Phi Nhung muốn ở lại, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Phi Nhung còn nói, chị đừng lo, em cẩn thận lắm. Hai chị em đã bàn chuyện khi Phi Nhung về Mỹ sẽ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với một vài F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ lý do không lấy chồng vì muốn dành tình cảm trọn vẹn cho các con. Phi Nhung là một trong những ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Chính chất giọng mộc mạc nhưng đầy sâu lắng đã đi vào lòng người, giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ở tuổi 50, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre từng tâm sự lý do không lấy chồng vì muốn dành tình cảm trọn vẹn cho con gái ruột Wendy Phạm và các con nuôi. Phi Nhung từng bộc bạch, con cái, chị em cho mình những tình cảm yêu thương quá tốt rồi, thì lấy chồng làm gì? Nữ ca sĩ dành thời gian cho gia đình, đi spa, đi du lịch, tập thể dục và cũng không muốn con cái phải lo lắng và làm phiền con. Cô cũng luôn cố gắng vui vẻ để các con không phải lo lắng và bận tâm. Nữ ca sĩ cũng từng cho biết thời điểm hiện tại cô cảm thấy cuộc sống khá thoải mái.
Phi Nhung cũng cho biết rằng đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con, mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, tình mẹ dành cho con vẫn đầy bao la và xuất phát từ đáy lòng. Mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình. Vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của bậc cha mẹ. Phi Nhung ra đi để lại 23 người con nuôi một lần nữa thiếu vắng đi tình thương của người mẹ. Tin rằng những người con của Phi Nhung sẽ sống thật tốt để không phụ lòng người mẹ quá cố, đặc biệt là tiếp nối tấm lòng thương người, lá lành đùm lá rách của nữ ca sĩ Phi Nhung. Để mỗi khi nhắc đến hai chữ Phi Nhung, khán giả không chỉ nhớ đến một giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, mà còn là ca sĩ với hành trình vươn lên từ nghịch cảnh. Cuộc đời đầy thăng trầm của Phi Nhung, tuổi thơ cơ cực, mồ côi cha mẹ từ bé. Nhắc đến sân khấu ca nhạc trong nước và hải ngoại, không ai là không biết đến Phi Nhung. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và truyền cảm, nữ ca sĩ đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trong đủ mọi lứa tuổi và thành phần. Dù luôn tươi cười trên sân khấu, thế nhưng ít ai ngờ được giọng ca của nữ ca sĩ từng sở hữu tuổi thơ cơ cực phải tự lập từ sớm. Phi Nhung từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm của cha. Với điều kiện gia đình tương đối không mấy khá giả, nên con đường học vấn của nữ ca sĩ cũng không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Học hết lớp 6, Phi Nhung theo nghề may để kiếm sống, phụ giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt. Được biết vào thời điểm đó, nữ ca sĩ sống cùng với mẹ và 5 anh chị em. Năm lên 11 tuổi, mẹ nữ ca sĩ qua đời, cũng từ đó mà Phi Nhung phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi mẹ mất, Phi Nhung sống dưới sự quan tâm bao bọc của ông bà ngoại. Lúc này, Phi Nhung phải vất vả làm việc để phụ giúp ông bà trang trải cuộc sống hàng ngày, đồng thời lo cho 5 đứa em nhỏ. Theo lời kể thì cuộc sống lúc đó của Phi Nhung vô cùng chật vật và thiếu thốn. Được biết ngay từ khi còn nhỏ, Phi Nhung đã yêu thích những bài hát dân ca, cải lương, và đây cũng là một trong những thú vui giúp cô giải tỏa những áp lực buồn vui trong cuộc sống. Cũng chính từ những ước mơ bình dị này đã nung nấu ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong người của Phi Nhung, dẫu cho có tuổi thơ và cuộc sống thuở nhỏ không được trọn vẹn. Cô sinh ra ở Pleiku với hai dòng máu Mỹ Việt, là một nữ ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương. Phi Nhung luôn là cái tên nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước. Ngoài các con nuôi, Phi Nhung còn có một cô con gái ruột tên là Wendy Phạm, sống và làm việc tại Mỹ lúc này. Trước khi nhập viện điều trị Covid-19, Phi Nhung từng dự định sang Mỹ để đón sinh nhật cùng con gái, nhưng vì thương xót người dân ở Sài Gòn nên nữ ca sĩ đã ở lại tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện. Nghẹn ngào lời hứa của con gái ruột Phi Nhung sau khi mẹ khỏi bệnh. Con gái của Phi Nhung khiến cho nhiều người xúc động với lời hứa sau khi mẹ mình khỏi bệnh. Mới đây trên trang cá nhân, Nhật Bình, người bạn thân thiết của Phi Nhung, bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ về lời hứa của Wendy sau khi mẹ khỏi bệnh. Anh viết: "Wendy Phạm hứa rồi, mẹ Phi Nhung nhanh khỏe để nhà mình cùng nhau đi du lịch một chuyến. Cả nhà đang đợi đó nhé, thương." Trước đó trên trang cá nhân, Wendy Phạm thổ lộ về tình hình sức khỏe của mẹ. Cô viết như thế này: "Trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi lời động viên đến con và gia đình. Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người. Nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con." Con gái của Phi Nhung sinh năm 1992, cô đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành y tá vào cuối năm 2017. Vào giữa tháng 11 năm 2018, Phi Nhung cũng từng hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh con gái tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ y khoa tại Mỹ. Phi Nhung chia sẻ những năm vừa qua, cô không kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái. Theo kế hoạch, Phi Nhung trở về Mỹ từ giữa tháng 7 vì có nhiều show diễn cũng như về thăm con gái. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nữ ca sĩ quyết định ở lại Việt Nam và thường xuyên đồng hành cùng bếp ăn, bếp thương Sài Gòn, nấu ăn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và người nghèo. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 vì tiếp xúc gần với các ca F0. Dù thành công trên con đường nghệ thuật, thế nhưng nữ ca sĩ lại sở hữu tuổi thơ không mấy bình yên, nhiều thăng trầm và sóng gió. Trưa ngày 28 tháng 9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cố ca sĩ Phi Nhung hướng dương 51 tuổi. Sinh lão bệnh tử là quy luật bất biến của tự nhiên. Sau 40 ngày điều trị tích cực, Phi Nhung cũng không thể qua khỏi và đã về với đất mẹ. Vẫn còn đó những tiếc nuối buồn đau,
nhưng cuối cùng mong nữ ca sĩ yên nghỉ. Vẫn còn đây những nỗi buồn, vẫn còn đó những đứa con đang ngóng Phi Nhung trở về. Âu cũng là số kiếp, là số phận của một con người. Xin cúi đầu vĩnh biệt Phi Nhung. Thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình, xin thắp nén hương lòng vĩnh biệt Phi Nhung. Mong cô an nghỉ.